Hôm nay em sẽ chia sẻ với anh chị một cái hoạt bông rất rất là đẹp luôn. Cây này là cực đỉnh của hàng tem luôn mọi người, siêu phẩm. Ba thâm gôn nha anh chị, ba thâm gôn. Đấy, cây này cây nở bó thôi nhưng mọi người thấy được cái nét đẹp của nó không? Màu cam rất là đẹp luôn nha. Cánh thì là cánh chồng, lưỡi mở hết cổ luôn anh chị, cực kỳ đẹp và dễ thương. Sắc hoa của nó là bông to nha mọi người, bông to và rất là thơm. Cây chỉ có 4 cọng thôi nhưng mà cho cái hoa cực kỳ ưng ý luôn. Mẫu này thì bên em chia sẻ bên chị cây hàng lá nha anh chị, 200 ngàn một cây và bên em bảo hành mặt bông cho anh chị sưu tầm. Cái cây này nếu mà anh chị không sưu tầm là cực kỳ uổng luôn, nên là anh chị sưu tầm cây ba thâm gôn này về vườn là rất là đẹp. Hương cánh đều đẹp, màu sắc thân lá cũng đẹp luôn nha mọi người. Anh chị nào yêu thích mẫu này thì bấm chốt nha, để lại số điện thoại là bên em sẽ gọi lại cho mọi người. Cây cực kỳ đẹp, khỏe luôn. Ba thâm gôn 200 ngàn, ba cây bao ship nha anh chị ơi. Chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha.